đội của mình tên là Chim Lớn Lớn Lên. Rồi, bên đội mình là đội Thái Vui, khẩu hiệu là Thái Vui Bất Diệt. Đội này là Chim Lớn. Alo, đội mình là đội Chim Nhỏ. Chim Nhỏ, đeo lên, Chim Nhỏ, đeo lên. Rồi, bây giờ quay xuống phía dưới. À, đề cho em một cô nữ nào mà dễ thương. Dạ, à, chấm cho em cái đi. Rồi, mặt người lên. Rồi, tho lên, rồi. Đội trưởng đứng yên đó nha. Rồi, mời chị lên. Rồi, bây giờ là sẽ đội trưởng lúc nãy là thể hiện cho thằng Lan xã đó. Bây giờ nó thể hiện cho tới cái sức mạnh nha. Rồi, hai chị, ba chị là sẽ để tay sau lưng. Để tay lên đầu rồi nè. Hai tay luôn, hai tay luôn. Rồi, bây giờ ba anh à, sẽ ập ba chị lên nha. Đội nào mà giữ được lâu nhất chậu, tặng cho đó 50 điểm. À, đội nào mà giữ được lâu nhất cậu chỉ là được 50 điểm đầu tiên. Rồi, vô thế đi, vô thế nhanh lên. Đó, thế nào thiện mới chưa làm, thế nào thiện mới chưa làm, chưa bắt đầu mà. Rồi, để vô nha, đến 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3, lên. Đó, nhảy chị ơi, nhảy lên, nhạc nhạc lớn lớn lên. Đó, nhảy đi, không có nghe, nhảy. Một người đó đi qua bên kia là cái cây thứ nhất, người đó bước qua xong người đó bước qua cây thứ hai thì cây thứ nhất chạy lên cây thứ tư. Oh,
Rồi, đường dài nước là xuất người nha. Chim nhỏ cố lên, chim nhỏ cố lên. Bài mà bắt đầu. Hay quá, chim lớn ơi. Go!